Hello, xin chào tất cả các chị luôn. Thì chúc các chị là một buổi trưa thật là vui vẻ luôn ha mấy chị ha. Chị nào mà mình ăn cơm rồi á thì xong rồi thì mình nhớ là vào livestream chơi với tụi em nha. Tụi mình chơi mini game nè. Xong chơi mini game rồi á thì mình mua đồng nha. Thì hôm nay em nói trước luôn, rất là nhiều mẫu hot về cho mấy chị nha. Toàn là mẫu hot về không, cho nên là mấy chị nhanh tay giúp em nha. Chị nào mà đặt chậm là không còn hàng đâu nha, cho nên là mình lưu ý giúp em. Thì hiện tại là đồ về cực kỳ đẹp luôn. Đây ha, lát nữa em sẽ nhá hàng một bộ cho mấy chị biết trước luôn. Là hôm nay đồ rất là đẹp. Mẫu về chị đúng duy nhất là 4 mẫu thôi và cực kỳ đẹp luôn. Về rồi toàn là mẫu hot không, cho nên là chị nào nhanh tay đặt thì mình còn. Còn mà mình chậm tay là mình hết hàng luôn ha mấy chị ha. Rồi hello chị Hỏi Thành nè, hello chị Ngân Đạo nè, hello chị Hồng Gia, hello chị Thủy Thanh nè, hello chị Mèo Con, hello tất cả các chị ở trong livestream ngày hôm nay luôn ha mấy chị ha. Đây ạ, cực kỳ xinh cho mình luôn ha mấy chị ha. Thì đây toàn là mẫu hot không, cho nên là chị nào thích thì mình nhanh tay để lại liền giúp em nè ha. Rồi đầu tiên luôn em tặng cho mình một cái đầm chị mẫu đang mặc luôn ha mấy chị ha. Rồi em tặng luôn một cái đầm của bạn mẫu đang mặc luôn cho mình như thế này nha. Rồi cực kỳ hot luôn, không biết là mấy chị ơi mình có hứng thú được tặng đầm không ha mấy chị ha. Cho nên là mấy chị ơi mình chia sẻ giúp em vào nhiều nhóm giúp em và vào lại livestream comment giúp em là số nhóm mà mình đã comment ha mấy chị ha, số nhóm mà mình đã chia sẻ giúp em. Ví dụ như mình chia sẻ là 5 nhóm thì mình vào livestream comment là 5 nhóm, 10 nhóm mình vào livestream mình comment là 10 nhóm, 15 nhóm mình vào livestream comment là 15 nhóm nha mấy chị nha. Thì mình chia sẻ bao nhiêu nhóm thì mình vào comment giúp em. Hello bé Kiều nè, hello Kim Anh nè ha, hello Một Mỹ nè, hello tất cả các chị ở trong livestream ngày hôm nay luôn nha. Rồi mấy chị ơi, ở bên tay dưới của mình là có nhóm nha mấy chị nha, nó có cái kiểu chia sẻ. Mấy chị bấm vào giúp em kiểu chia sẻ thì nó sẽ hiện ra ba cái mục màu xanh: sao chép liên kết, chia sẻ nhóm và viết bài. Mấy chị ấn vào giúp em là chia sẻ nhóm thì nó sẽ hiện ra tất cả những cái nhóm mà mình đã tham gia nha. Nó sẽ hiện ra tất cả những cái nhóm mà mình đã tham gia luôn. Thì mấy chị chỉ cần bấm vào giúp em chia sẻ và mỗi chị chỉ cần chia sẻ giúp em trên 5 nhóm và vào lại livestream comment nhiều bao nhiêu nhóm mà mình đã chia sẻ nha. Rồi ok chị Bí Ngô là 7 nhóm luôn ha. Rồi ok chị Phạm Anh 6 nhóm nè. Rồi ok chị Phúc Ngô là 7 nhóm luôn. Thì mấy chị ơi mình chỉ cần chia sẻ trên 5 nhóm giúp em là được rồi. Thì càng may mắn á, mình càng chia sẻ nhiều nhóm thì lát nữa hệ thống của em bên dưới sẽ kiểm tra. Nếu mà chị nào chia sẻ nhiều nhóm nhất bên em tặng ngay cho mình một cái đầm luôn ha mấy chị ha. Em nói trước luôn, hôm nay rất là nhiều mẫu đẹp về, toàn là mẫu hot không, mình không vào coi livestream. Em nói thật rất là phí, tại vì em nhắm những cái mẫu này là tầm trong một cái like này thôi, là em chỉ like đủ 40 phút thôi là hết sạch những cái mẫu này luôn. Cho nên là mình vào coi livestream mình muốn mua đồ thì nhanh tay giúp em nha. Dạ hả chị Văn Quốc ơi, chị nhận váy rồi hả? Rồi cảm ơn chị rất là nhiều đã ủng hộ shop của em luôn nha mấy chị nha. Rồi hiện tại là chị nào chia sẻ bao nhiêu nhóm rồi thì mình comment bảy nhiêu nhóm mà mình đã chia sẻ nha. Rồi chị Trần Thị Ngọc Hiếu là 25 nhóm luôn ha. Rồi chị Mèo Con là 7 nhóm luôn. Rồi nhanh tay comment vào livestream giúp em mấy chị nha. Mình chia sẻ bao nhiêu nhóm thì mình vào livestream comment bảy nhiêu nhóm mà mình đã chia sẻ nha. 10 nhóm thì giờ mình comment là 10 nhóm, 15 nhóm thì mình comment là 5 nhóm, 7 nhóm thì mình comment là 7 nhóm nha. Hello chị Tuyết Nhi Nguyễn nha. Có bán hàng chỗ hôm nay là rất là nhiều mẫu mới về luôn á mấy chị ơi. Thì đông đông một xíu em tặng xong rồi em bắt đầu tư vấn đồ luôn nha. Rồi hello chị Nana Mani nè ha. Rồi hello tất cả các chị ở trong livestream luôn. Mấy chị ơi mình cần chia sẻ nhanh tay giúp em, tại vì hệ thống của em bên dưới là đang kiểm tra để coi coi mấy chị là mình có chia sẻ hay không. Bên em sẽ chọn ra một chị mua đầm với giá 29k đầu tiên luôn trên livestream, là mua đầm với giá 29k, cho nên là mình nhanh tay giúp em nha. Rồi chị Hồng Biết là 21 nhóm luôn ha. Rồi ok chị Lovely nè, like nè, 5 nhóm luôn. Không biết là mình comment đúng không ha, tại vì mấy chị ơi ở bên em có hệ thống kiểm tra tất cả được luôn là mình đã chia sẻ bao nhiêu nhóm, cho nên là mình lưu ý giúp em nha. Chị Mimi comment 5 nhóm nhưng mà thật ra chia sẻ có 3 nhóm em ơi. Rồi hiện tại là hệ thống báo lên chị Mimi comment 5 nhóm nhưng mà chị Mimi chỉ mới có chia sẻ 3 nhóm thôi là không có được nha. Tại vì bên em là có hệ thống kiểm tra cho nên là mình đừng có gian lận nha. Nếu mà lát nữa chị nào mà mình không comment đúng số lần số nhóm mà mình đã chia sẻ là bên em sẽ hủy lượt chơi của chị đó luôn nha mấy chị nha. Cho nên là mình comment đúng nha, chỉ còn chơi 5 nhóm thôi nha. Rồi ok chị Út Hân là 34 nhóm luôn ha. Phải không ta, không biết phải mình là chia sẻ 34 nhóm không ha. Rồi mấy chị ơi mình cứ comment lên nha. Rồi ok Mèo Con là 7 nhóm nha. Rồi hiện tại em sẽ để cho mấy chị là bấm đồng hồ 2 phút cuối cùng nữa là hệ thống của bên em bắt đầu kiểm tra nha. Hệ thống bên em 2 phút cuối cùng nữa thôi là bắt đầu kiểm tra.
Em sẽ tặng cho chị nào chia sẻ nhiều nhất nha. Rồi ok, chị Phạm Ánh là 6 nhóm. Trời ơi, Út hơn 34 nhóm luôn ha. Không biết là chị Út không có đúng là mình chia sẻ 34 nhóm giúp em không ha. Rồi hiện tại là hệ thống của em đang kiểm tra nha. Hiện tại hệ thống đang kiểm tra. Ủa vậy hả, chị không hại nắm thôi vậy hả, không mấy ai gọi hả? Chị để lại giúp em số điện thoại bạn chống kiểm tra hàng hoặc là đặt lại trên cái livestream này giúp em nha. Ai thấy chị bảo trong nha. Thôi hiện tại là chị còn có 1 phút 20 giây cuối cùng nữa thôi. Rồi ok, chị Bí Ngô là bạn nhóm nè. Thì chị nào comment thì nhanh tay lên giúp em nha. Chia sẻ đúng cú pháp giúp bên em là chia sẻ trên 5 nhóm giúp em nha. Rồi tặng một cái đầm của chị Mẫu đang mặc luôn ha mấy chị ha. Cực kỳ xinh luôn. Cho nên là mình nhanh tay giúp em nè, hiện tại còn 1 phút cuối cùng. Rồi ok, em thấy chị Lê Nguyễn Kim Trinh nè, comment 6 nhóm luôn. Rồi ok, chị Ngân Đà là 5 nhóm nè. Rồi em thấy chị cho gì mà 75 nhóm mà chị ơi, không có đâu, em nghĩ là xạo rồi đó. Mình đừng có chơi gian lộn nha. Tại vì bên em sẽ có hệ thống kiểm tra cho nên là mình cứ gian, đừng có gian lộn nha. Rồi ok, chị Bảo Tiên là 10 nhóm luôn ha. À chị Thông Cần ơi, mình để lại trên livestream này là số điện thoại khoảng trống kiểm tra giúp em nha. Rồi hoặc là mình đặt lại trên cái livestream này giúp em luôn ha. Rồi hiện tại chị còn 30 giây cuối cùng nữa thôi nha. 30 giây cuối cùng nữa thôi là em sẽ bắt đầu là hệ thống sẽ kiểm tra nha. Rồi chị Bé Kiều là 10 nhóm luôn. Chị Thị Nguyễn mà 35 nhóm luôn. Rồi hiện tại chị còn có 20 giây cuối cùng nữa thôi. Cho nên là chị, mấy chị ơi, mình nhanh tay mình chia sẻ giúp em nha. Thì mỗi chị chỉ cần chia sẻ giúp em trên 5 nhóm thôi nha. Rồi ok, chị Nguyễn Ngọc ở kia 10 nhóm là ok, chị Út Hôn luôn 34 nhóm, không biết là đúng không, để lát nữa bên em kiểm tra là biết liền ha. Em nhiều lắm hơn 10 nhóm rồi, ok nè. Hiện tại chỉ còn là 7 giây thôi nha mấy chị nha. Rồi hiện tại chỉ còn 7 giây thôi mấy chị ơi, mình nhớ là chia sẻ giúp em. Để một lát nữa bên em rất là nhiều mẫu đầm mới luôn nha. Rồi hiện tại là hết giờ rồi. Hiện tại là hết giờ rồi. Cho nên đó là hiện tại bây giờ em sẽ nhờ hệ thống kiểm tra luôn. Để coi coi là chị đó là mình có đã chia sẻ giúp em chưa nha. Rồi hiện tại là rồi ok chị Thanh Cài nha. Rồi hiện tại là em sẽ nhờ hệ thống kiểm tra nha. Rồi em không biết là mấy chị đã chia sẻ đúng giúp em chưa, thì hiện tại là hệ thống đang sẽ kiểm tra nha. Cho nên là mấy chị ơi, mình chị nào mà muốn mua đồ với giá đẹp giá rẻ thì nhanh tay vào livestream giúp em nha. Một bộ chỉ có 129k thôi, hai bộ chị với giá là 99k cho mình thôi nha. Rồi chị mèo con bảy nhóm luôn nè ha. Rồi hiện tại là rất là nhiều mẫu mới về, cho nên là mình ở lại livestream mình coi bên em tư vấn đồ cho mấy chị nha. Em đảm bảo luôn, những cái mẫu này mà bán trong vòng một like thôi là hết sạch luôn. Rồi rồi đó, hiện tại là hệ thống, rồi hiện tại hệ thống bên em là đang kiểm tra nha mấy chị nha. Mình nhớ là nhanh tay chia sẻ giúp em nha. 10 nhóm luôn hả, Ngâm Nguyễn 6 nhóm rồi. Rồi hiện tại là đây quá rồi. Rồi hiện tại là hệ thống đang kiểm tra cho nên là mình chờ một xíu nha. Rồi rất là nhiều chị đã comment rồi, thì mấy chị ơi, chị nào mà muốn mua đầm đẹp với giá rẻ thì mình nhanh tay ở lại livestream nha. Hiện tại là rất nhiều là mẫu đầm xinh luôn, cho nên là mình lưu ý giúp em nha mấy chị nha. Hiện tại là chị nào muốn mua đồ đẹp xinh á thì mình nhanh tay ạ. Rồi hiện tại là rồi hơn 7 nhóm luôn. Rồi hiện tại là bên em hệ thống đang kiểm tra nha. Rồi hiện tại hệ thống bên em đang kiểm tra luôn nha. Rồi đã có rồi nha, đã có rồi. Thì váy này bên em chỉ có là 129k thôi. Hai cái chị cả giá là 99k nha mấy chị nha. Rồi đây mấy chị ơi, chị Đậu Ngọc Trinh nữ nha. Chị Đậu Ngọc Trinh nữ hệ thống bảo lên. Đây ạ, chị Đậu Ngọc Trinh nữ hình như chị đó là chia sẻ tầm là 30 nhóm ha mấy chị ha. Đây ạ, chị Đậu Ngọc Trinh nữ đây nha mấy chị nha. Rồi hiện tại là chị Đậu Ngọc Trinh nữ. Rồi rồi Đậu Ngọc Trinh nữ ơi, chị là người may mắn nha. Rồi không biết là mình còn ở trên livestream không. Nếu mà chị còn ở trên livestream để lại giúp em số điện thoại khoảng trống trúng thưởng nha chị nha. Đây ạ, chị đó chia sẻ nha. Rồi rất là nhiều luôn, Đậu Ngọc Trinh nữ nha. Hiện tại hệ thống của chị em kiểm tra là chị là người may mắn, thì chị ơi mình để lại giúp em số điện thoại khoảng cách trúng thưởng nha. Rồi bây giờ em bắt đầu tư vấn đầm luôn, không là mất thời gian của mấy chị nữa nha. Rất là nhiều mẫu đầm xinh luôn ha. Rồi mẫu đầm công chúa của em có mã số là 265 nha các chị ơi. Hiện tại là shop em còn hai màu, đó là màu hồng của em đang mặc và màu đỏ nha, rất là xinh luôn. Ở đây có dây thắt, có dây dây đệt ngang eo cho các chị luôn nha. Ai dòng eo cỡ nào thì mình xếp cỡ đó nha. Đó rất là dễ mặc và dễ thương nha các chị ơi, đầm xòe rất là xinh luôn. Có hai màu đó là màu hồng và màu đỏ, mã số là 265 nha. Ai thích cái màu
mẫu đàn của em đang mặc thì nhanh chóng đặt hàng giúp em với cú pháp là 265 khoảng trống màu, khoảng trống siêu điện thoại kèm theo địa chỉ nha. Đàn của em đang mặc khoảng 52 ký trở lại là mặc vừa nha các chị ơi, 52 ký trở lại mặc vừa. Chị Việt Nam Messenger, chị đặt hàng đúng cú pháp giúp em đó là 265 khoảng trống màu, khoảng trống siêu điện thoại kèm theo địa chỉ nha. Rồi có hai màu là màu đỏ và màu hồng của em đang mặc nha các chị ơi, màu hồng rất là nhẹ nhàng luôn, màu hồng nhẹ rất mặc rất là nhẹ nhàng luôn nha các chị ơi, chứ nó không có bị nổi bật gì đâu ạ. Còn màu đỏ còn màu còn màu vàng nữa. Rồi đây là màu đỏ nha các chị ơi, màu đỏ dây lịch màu đỏ luôn nha, dây lịch màu đỏ có quen nha các chị ơi, rất là đẹp luôn đó. Ai đặt thì nhanh chóng đặt hàng giúp em với mã số, với cú pháp là 265 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại kèm theo địa chỉ nha. Rồi em chốt hàng cho quý võ ạ. Rồi ai đặt hàng nữa không các chị ơi, 265 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại kèm theo địa chỉ nha. 265 một cái đầm rất là xinh luôn, ai mà không đặt mẫu này là rất là tiếc luôn nha. Ai nhầm eo cỡ nào thì mình ship ở đó nha các chị ơi, ở đằng sau là có khóa kéo luôn nha, có dây kéo cho các chị luôn, rất là dễ mặc luôn ạ. Đó ở dưới là xòe ra rất là xinh luôn nha. Dạ không nha chị ơi, sao em không có, đợt này về không có yếm đầm nha chị ơi, chỉ có đầm với lại xét bổ thôi nha chị ơi. 265, ai thích thì nhanh chóng đặt hàng giúp em nha. 265 rồi em chốt hàng cho chị Phạm Ngọc Quê nha. 265 khoảng trống màu và khoảng trống số điện thoại kèm theo địa chỉ giúp em nha. Có màu hồng và màu đỏ nha các chị ơi, hai màu rất xinh luôn. Ở đằng sau là có khóa kéo nha các chị ơi, đằng sau có khóa kéo và có dây nịt cho các mình, cho mình luôn nha. Có dây nịt nha, màu đỏ thì dây nịt đỏ, màu hồng thì dây nịt hồng nha, nhìn rất là sang trọng luôn nha các chị ơi. Nó đầm sẽ rất là xinh luôn và tôn rất là tôn dáng nha các chị ơi, đó rất là xinh luôn ạ. Cảm ơn Tâm ơi, hiện tại thì shop đã ghi giá ở dưới rồi nha. Hôm nay shop bán với giá là 129.000 một cái và đặc biệt khuyến mãi đối với những chị nào mà mua trên 2 cái và có chia sẻ livestream ở chế độ công khai thì shop sẽ bán với giá là 99.000 đồng một cái nha các chị ơi. Một cái đầm mà chỉ có 99.000, quá rẻ quá đẹp luôn phải không các chị? Trời, 265 là cái đầm em đang mặc nha. 265 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại kèm theo địa chỉ giúp em nha. Hiện tại có hai màu đó là màu hồng của em đang mặc và màu đỏ nha. Rồi em chốt hàng cho chị Dung Nguyễn ạ. Rồi có chị nào đặt hàng nữa không ạ? Để em qua mẫu nha các chị ơi. Em qua mẫu là các chị. Rồi bây giờ em sẽ đi vô để mà em thay cái màu đỏ cho các chị coi luôn nha. Rồi đây mấy chị ơi, đây là một cái set luôn, em đặt đỏ ha. Thì set này rất là chảy hàng luôn, em nói thật luôn là chị nào không đặt thì rất là uổng luôn ha mấy chị ha. Đây là một cái set rất là xinh luôn ha mấy chị ha. Là kèm áo và kèm cả cho quần dạ váy luôn ha mấy chị ha. Thì cái này là quần dạ váy nha, ở trên là nó dạ váy và ở đằng sau là quần nha mấy chị nha. Đây là quần dạ váy cực kỳ xinh luôn. Và nó kèm cho mình luôn là cái áo nha mấy chị nha. Đây ạ, kèm luôn áo cho mình nha, cực kỳ xinh. Áo của nó là áo thun nha mấy chị nha. Đây ạ, áo thun nha mấy chị. Thì cái mẫu này hiện tại là nó về đúng 3 màu, thì mỗi màu không có nhiều đâu cho nên là mình nhanh tay giúp em nha. Rồi hiện tại mẫu này là 53 ký độ phủng vừa luôn nha mấy chị nha. 53 ký độ phủng vừa luôn, cực kỳ sang luôn. Và mua một được hai luôn đó chị ha. Có thể là mình áo mình mặc với những cái quần khác hoặc là chân váy này mình mặc với những cái áo khác ha mấy chị ha, cực kỳ xinh cái mẫu này cho mình luôn nha. Đây ạ, rất là xinh luôn. Thì mã số cái mẫu này là 309 nha mấy chị ơi. Hiện tại cái mẫu này mã số là 309. Thì nó có 3 màu cho mình lựa chọn nha. 3 màu luôn cho mình lựa chọn là màu nu, màu trắng và màu đen. 309 nha. Màu nu, màu trắng và màu đen. Nó kèm túi luôn cho mình nha mấy chị ơi. Dạ túi luôn ha mấy chị ha. Đây là cực kỳ xinh luôn ha. Rồi, nút của nó là nút đóng cực kỳ chắc chắn luôn. Rồi mã số là 309 nha, cực kỳ xinh luôn. Đây nó dạng nhỏ quần nha. Đây ạ. Đây nha. Nó là dạng giảo quần cực kỳ xinh cho mình luôn ha mấy chị ha. Cực kỳ xinh luôn, thì áo vẫn là áo màu đen, chỉ khác nhau là mỗi cái chân váy thôi. Cho nên là chị nào thích màu nào thì mình lấy màu đỏ liền giúp em nha. Đây ạ, là màu nu nha. Thì mình về nếu mà không thích mặc với áo đen
thì mình có thể mặc với những cái áo màu trắng hay là màu khác mình thích thôi mấy chị ha. Áo tay dài cũng được, nói chung là những cái chân vải như thế này rất là dễ mặc đồ luôn ha mấy chị ơi. Đây ạ, là màu nu, màu trắng và màu đen nhá, ba màu luôn cho mình lựa chọn nha. Rồi mã số là 309, chị là thích mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em số điện thoại khoảng trống 309 khoảng trống màu của chị nha. Rồi ba màu cho mình lựa chọn luôn, màu trắng, màu nu và màu đen cực kỳ xinh cho mình luôn ha. Chị nào thích mẫu này nhanh tay không mấy chị ha, cái mẫu này mấy chị mặc đi làm là đi chơi đi ăn tiệc hoặc là đi ăn uống với bạn bè ha, mặc những cái mẫu như thế này cực kỳ xinh luôn nha. Đúng rồi nha chị nha, cả set luôn là chị có 129k một cái, hai cái chị với giá là 99k thôi nha mấy chị nha. Mình coi dòng ghim giúp em nha mấy chị nha. Chúng thưởng là được mua với giá 29k chị ơi, chúng thưởng là được mua với giá 29k nha. Rồi ok chị Bích Ngọc là 309 luôn. Cái này là kèm cả áo nha mấy chị ơi, kèm cả áo thun đen nha. Đây ạ, kèm cả áo thun. Rồi ok chị Nguyễn Lan, Nguyễn Liên là 309 luôn. Em nói trước mẫu này không có về nhiều đâu, cho nên là chị nào đặt thì mình nhanh tay giúp em nha. Đây ạ, kèm cả áo thun và kèm cả áo luôn. Thì mình được cả hai luôn, là cả áo thun và cả chân vải luôn. Mà mấy chị thích về mình mặc với áo thun với những cái hở quần khác hoặc là chân vải với những cái áo khác. Rồi ok chị Nguyễn Bích Nà La, Bích Nà ha, 309 đặt rất là đầy đủ của Pháp luôn ha. Rồi ok chị 309 chẳng luôn. Đây ạ, mình chỉ cần chị ơi mình để lại giúp em số điện thoại khoảng trống kiểm tra hàng nha chị Phương Hằng nha, hoặc là mình đặt lại trên livestream này giúp em nha. Rồi ba màu cho mình lựa chọn luôn, màu nu, màu trắng và màu đen nha. Đây ạ, chân vải đen nha mấy chị ơi, nu trắng và đen màu nào cũng xinh hết. Chị nào thích mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em nha, số điện thoại khoảng trống, mã số khoảng trống màu và địa chỉ nha. Cái váy của nó là chất cát hàng tiên tiến, còn cái áo là chất thun nha mấy chị ơi. Cái váy là chất kiếp hàng tiên tiến, cái áo là chất thun nha. Cả set chị có giá là 99.000, khi mà mấy chị mua trên hai cái thì một cái sẽ có giá là 99.000 thôi nha mấy chị nha. Đây ha, cực kỳ xinh luôn. Chị nào thích thì mình lấy hai màu luôn, mình về mình mặc ha, cực kỳ xinh cho mình luôn. Kèm áo và kèm cái chân vải như thế này luôn, mặc cực kỳ xinh luôn ha mấy chị ha. Đây ạ, mặc rất là xinh, em nói trước nha. Chị nào không lấy cái mẫu này thì đảm bảo luôn là rất là phí luôn nha mấy chị nha. Tại vì cái mẫu này mặc cực kỳ sang cho mình luôn ha. Và chị nào không lấy thì đảm bảo luôn rất là phí luôn ha mấy chị ha. Cực kỳ xinh luôn. Rồi, chị nào lấy thì để lại giúp em 309 màu và địa chỉ giúp em nha. Mẫu này 53kg đổ xuống nha chị ơi, 53kg đổ xuống, còn em dưới 72 giúp em nha. 43kg mặc không có rộng đâu chị ơi, cái này chỉ có một phân thôi, nếu mà chị nào rộng á thì mình về mình dán bóp lại giúp em một xíu, chứ mà không ai may giùm mình hết, tại vì may có một kích cỡ thôi. Rồi ok chị Hà Hiếp nha, 309 chẳng luôn ha. Nguyên cả set chị có giá là 99k khi mà mua hai bộ trở lên thôi nha chị nha. Chị Hồng Thanh Lê ơi, chị lấy màu đen và màu nu, chị để lại giúp em số điện thoại khoảng trống 309 khoảng trống đen cộng nu giúp em nha. Chị để lại màu đen và màu nu luôn nha, là không ai chốt hàng hết. Rồi ok chị Nguyễn Liên là 309 nu luôn ha. Rồi màu này cũng xinh hết nha mấy chị nha, đây là chân vẫy màu đen nha. Có thể là mình lấy một cái chân vẫy màu đen mình về mình mua cả set, chân vẫy đen mình mặc với những cái áo thun màu trắng, hoặc là chân vẫy trắng mình mặc với những cái áo thun màu đen thôi mấy chị ha. Rất là xinh luôn ha. Phi size chị ơi, từ 53kg đổ xuống chỉ có một size thôi, không có là size S hay M, L gì hết. Chỉ có duy nhất một size là từ 53kg đổ xuống thôi. Đây ạ, đây là màu đen nha mấy chị nha, một set đen cũng mặc rất là xinh ha mấy chị ha. Cực kỳ xinh luôn, màu trắng, màu đen và màu nu nha, màu nào cũng xinh hết mấy chị ơi. Trắng, đen, nu, màu nào cũng xinh hết. Rồi ok, chị Vân Đỗ nè, Vân Đỗ là 309 luôn. Rồi, chị nào lấy mẫu này để lại liền giúp em số điện thoại phải chọn 309, phải chọn màu và địa chỉ nha. Cực kỳ xinh luôn ha. Coi dòng ghim giúp em để biết giá tiền thì mấy chị ơi, mình coi dòng viên giúp em để biết giá tiền nha. Đây ạ, cực kỳ xinh cho mình luôn nha. Chất của nó là chất cát hàng tiên tuyến nha mấy chị nha. Nút của nó là nút đóng luôn. Thì bây giờ chị nào mà lấy màu nào mình nhanh tay để lại liền giúp em số điện thoại khoảng trống 20309 khoảng trống màu và địa chỉ giúp em nha. Có chị ơi, trong váy là có quần nha. Đây ạ, dạng dài quần giả váy nha chị nha. Đây nha, quần giả váy nha. Và nó có ba màu luôn, màu nu, màu trắng và màu đen nha. Đây ạ, ba màu luôn, màu nu, màu trắng và màu đen. Đây nha. Rồi, quần giả váy nha mấy chị ơi. Rồi ok, chị Phở Trương Thi là 309 màu trắng luôn. Chị ơi, bên em bán cả set mấy chị ơi, mình coi dòng viên giúp em để biết giá tiền nha. Đây là màu nu nha chị nha, quần giả váy nha, em nói trước nha, quần giả váy nha. Có quần bên trong mà rất là thoải mái mấy chị ơi, mình không cần mà sợ là nó ngắn quá hay là nó sao hết, mình không sợ bị thấy hay là bị gì hết. Thì có quần bên trong là mặc cực kỳ thoải mái luôn, đây là màu nu ha mấy chị ơi. Đây là màu nu nha.
cực kỳ xinh luôn. Thì chị nào lấy mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em số điện thoại 0903 09 khoảng trống màu địa chỉ giúp em nha. Cái dạ cực kỳ xinh cho mình luôn ha mấy chị ha, rất là xinh luôn. Rồi bây giờ để em ra ăn thử màu nu cho mình nha. Rồi ok chị Kiều Vân Vân là màu nu cho em xin địa chỉ luôn. Rồi bây giờ em ra ăn thử màu nu cho mình xem luôn nha. Nguyên set thì có 99k thôi chị ơi. Dạ đây là cái mẫu 265 nha các chị ơi, rất là xinh luôn, màu đỏ mặc lên rất là sang trọng luôn nha các chị ơi. Đi tiệc đi sinh nhật gì đó mặc rất là sang trọng luôn nha. Làm xòe nha các chị ơi, ở đằng sau là có khóa kéo cho mình luôn nha. Mặc rất là tôn dáng luôn nha các chị, và kèm theo dây nịt cho mình luôn nha, kèm theo dây nịt thắt eo luôn ạ. Có mã số là 265 nha. Ái thích mẫu này thì nhanh chóng đặt hàng giúp em với cú pháp là 265 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại giúp em nha. Hiện tại shop em có hai màu, đó là màu đỏ của em đang mặc và màu vàng nha các chị ơi. Ai đặt thì nhanh chóng để lại mã số kèm theo màu, số điện thoại kèm theo địa chỉ giúp em nha. Rất là xinh luôn nha các chị ơi, có tay và chất liệu là chất khung nha, co giãn, có co giãn cho các chị luôn, có co giãn và có kèm dây nịt thắt eo luôn ạ. Rất là xinh luôn, rất là tôn dáng nha các chị ơi. Có hai màu, đó là màu hồng nhạt và màu đỏ nha. Ai đã thì nhanh chóng để lại 265 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại kèm theo địa chỉ giúp em nha. Có hai màu, đó là màu đỏ và màu hồng nha. Đây màu hồng nhạt rất là dễ thương nha các chị ơi, màu hồng nhạt rất dễ thương và màu đỏ rất sang trọng nha. Màu hồng nhạt rất là dễ thương bánh bèo luôn, màu đỏ thì rất sang trọng nha các chị. Nó mà đi chơi đi tiệc gì cũng được nha. Quá xinh luôn mà chỉ có 99 ngàn thôi nha các chị. Có dây nịt thắt eo tôn lên cái dòng eo của mình nha các chị ơi. Dây nịt xí đỏ eo nha, tôn lên dòng eo của mình, quá xinh luôn mà chỉ có giá 99 ngàn, quá rẻ quá xinh luôn. Rồi, ai thích thì nhanh chóng đặt hàng giúp em với cú pháp là 265 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại kèm theo địa chỉ giúp em ạ. Hai sáu năm khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại kèm theo địa chỉ giúp em nha. Màu hồng nhạt rất là xinh luôn nha các chị ơi, chất thun, co giãn thoải mái nha. Co giãn ít thôi nha các chị ơi, co giãn và khỏi dây nịt kèm theo thắt eo cho mình luôn nha, tôn lên cái vòng eo của mình á. Rồi ai đặt thì nhanh chóng để lại 265 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại kèm theo địa chỉ giúp em nha. Màu đỏ quá xinh luôn và sang trọng luôn nha các chị ơi. Rồi em sẽ qua mẫu cho các chị nha. Rồi đây ha mấy chị ha. Đây ạ, thì hồi nãy rất là nhiều chị hỏi là khi em mặc màu nu đi, thì đây ha, em mặc màu nu lên cho mình coi luôn ha mấy chị ha, cực kỳ xinh luôn. Là kèm cả áo và kèm cả chân váy luôn. Mà chị có giá là 99k thôi là rất là rẻ ha mấy chị ha. Rồi, đúng rồi, 199.000 một chiếc á chị ơi. Rồi, rồi xếp chân váy ra chị ha. Đây nha, là màu nu đây nha, em thử màu nu cho mình coi nha. Thì hồi nãy em mặc màu trắng rồi, thì bây giờ em mặc màu nu. Thì lát nữa nếu mà chị nào thích mà coi màu đen đó, thì em sẽ mặc luôn màu đen cho mình coi nha. Thì áo quần sẽ là áo đen hết, chỉ có chân váy là màu thôi nha mấy chị nha. Đây là cái này là chân váy nu nha, đây là chân váy màu nu nha. Thì lát nữa em sẽ mặc màu trắng và em sẽ mặc màu đen luôn cho mình coi nha. Đây là mấy chị ơi, chân váy nu nha. Rồi cả số là 309. Chị nào thích mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em số điện thoại 0903 09 khoảng trống màu và địa chỉ giúp em nha. Cực kỳ xinh luôn ạ. Có ok chị Hoa Hồng Giai là 309 đen trắng luôn. Mẫu này em nói trước về không có nhiều đâu, cho nên là chị nào đặt hàng thì đặt liền giúp em và đầy đủ cú pháp nha. Đây ba màu cho mình lựa chọn luôn nhá. Rồi em 47kg nha, em 47kg và cao 1m6 nha. Tại vì chân váy là chân váy quần cho nên là mấy chị đừng có lo là ngắn. Chân váy quần cho nên là mấy chị đừng có lo là ngắn ha mấy chị ha. Đây nha, đây là màu trắng hồi nãy em mới vừa mặc nha, em 47kg lận. Thì mẫu này là 53kg đổ xuống là vừa nha, 53kg đổ xuống nha. Đây ạ chị ơi, đây là màu trắng nha. Màu trắng hồi nãy em mặc rồi, lúc của nó là lúc đỉnh cực kỳ chắc chắn luôn nha. Rồi đây là màu đen ha chị ha, coi dòng kim giúp em để biết giá tiền cho mấy chị ơi. Đây là màu đen nha. Đây ạ, đây là màu đen ha mấy chị ha, cực kỳ xinh luôn. Cho nên là chị nào lấy thì mình nhanh tay giúp em để lại số điện thoại 0903 09 khoảng trống màu và địa chỉ giúp em nha. Cái là cực kỳ xinh luôn cho mình nha. Chị nào không lấy thì rất là phí luôn ha, nói thật. Chị nào không lấy thì cực kỳ phí luôn ha chị ha. Có luôn nha chị ơi, cả áo và cả chân váy luôn là chỉ có 99k thôi. Là khi mấy chị mua hai cái trở lên thì một cái sẽ bị giá là 99k nha. Cái này
này mình lấy hai màu luôn đi em, nó hợp một váy đen một váy trắng, mình về cái váy đen mình không phải mặc cái áo đen, mình mặc với những cái áo khác, áo tay dài dễ thương thôi mấy chị ha. Đó, mặc với những áo tay dài mà ôm body á cũng rất là đẹp luôn. Hoặc với là những cái váy này mình mặc với những cái áo, hoặc là cái áo là những cái những mặc với những cái váy khác ha mấy chị ha, rất là xinh luôn. Đây nha, 309 nha mấy chị nha. Rồi, 309, chị nào lấy mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em. Số điện thoại khoảng trống 309, khoảng trống màu và địa chỉ giúp em nha mấy chị ơi. Rồi, hiện tại là ba màu luôn, màu trắng, màu nu và màu đen, màu nào cũng xinh hết. Trắng, nu và đen, màu nào cũng xinh hết. Thì chị nào lấy mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em. Không miễn phí ship, bên em bán hàng rất là rẻ rồi, không miễn phí ship cho bất kỳ chị nào hết nha. Rồi, đây là màu đen ha mấy chị ha. Rồi, đây là màu trắng và màu nu. Thì mẫu này nó có 3 màu cho mình lựa chọn luôn, trắng, đen và nu. Chị nào thích mẫu này thì mình lấy màu đó giúp em nha. Cực kỳ xinh cho mình luôn ha mấy chị ha. Mẫu này rất là xinh nha. Ok, 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 chị Nguyễn Bích nha. Rồi, mẫu này coi dòng viêm giúp em để biết giá tiền mấy chị ơi. Không biết sao mà bữa nay rất là nhiều chị ít vô luôn ha. Không biết là bữa nay rất là ít chị đặt hàng, thì những chị nào mà lắc chắc là bây giờ bận ngủ ha, ngủ chưa ha. Rồi, cả áo và chân vẫy luôn nha chị Út Tâm ơi, cả áo và chân vẫy luôn ha. Rồi ok chị Nhánh Lan Rừng là 309 màu đen trắng luôn. Rồi cả áo và cả vẫy luôn là chị có giá là 99k thôi ha mấy chị ha, cực kỳ rẻ cho mình nha. Rồi chị nào lấy mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em nha mấy chị ơi. 40kg mặc vừa chị ơi, 40kg mặc vừa em đã nói rồi, phi size từ 53kg đổ xuống, từ 40 cho đến 53kg là vừa giúp em nha. Rồi, chị nào lấy mẫu này nhanh tay để lại liền giúp em nha. Số điện thoại khoảng trống 309, khoảng trống màu và địa chỉ nha. Đảm bảo luôn, cực kỳ xinh cho mình luôn. Đảm bảo mẫu này rất là xinh nha mấy chị nha. Chị nào mà không lấy tiếc hụi hụi luôn á. Em nói thật, mẫu này về không có nhiều đâu. Mẫu này bên em về không có nhiều, cho nên là mình nhanh tay giúp em. Để lại giúp em số điện thoại khoảng trống 309, khoảng trống màu và địa chỉ giúp em nha. Cực kỳ xinh cho mình luôn. Chị nào không lấy là rất là tiếc luôn mấy chị ha. Đây ạ. À Vân Đỗ ơi, hôm qua đã có nhân viên gọi cho chị chưa ha? Nếu mà đã có chưa gọi á thì bây giờ mình đặt hàng tiếp giúp em nha. Còn nếu mà đã gọi rồi là sợ là đã chuyển đi rồi thì bây giờ mình cứ đặt hàng đi. Thì nhân viên gọi thì nói là hôm qua em có trúng thưởng một cái bộ đó và có gì gửi chung cho em luôn. Thì em chị nói vậy giúp em nha. Em sẽ quay sau lưng nha. Rồi ok chị bé Thảo nè. Rồi 309 nha. Rồi ok chị bé Thảo nè, màu nu ha. Rồi đây nha, đằng sau nó như thế này thôi mấy chị ơi, chứ đâu có gì đâu. Đằng sau nó vẫn là một áo bông và chân và cái chân vẫy là quần nha. Đây ạ, chân vẫy là dạng quần nha, cực kỳ xinh luôn. Rồi chị nào lấy mẫu này nhanh tay nha, 309 nha. Rồi ok chị chân ngắn là 309 nu luôn. Thì không biết là mấy chị ơi mình có thích là màu đen không ha. Thì lát nữa em sẽ mặc màu đen luôn cho mấy chị coi nha. Để cho mình lựa chọn ba màu luôn, màu trắng, màu nu và màu đen. Rồi